Nhân sinh tại thế, hãy học cách đóng cánh cửa lại sau lưng và mở ra chương mới cho cuộc đời bạn. Thưa quý vị và các bạn, nhân sinh bước đi trên đường đời thực ra là một hành trình một chiều. Nhiều khi chúng ta không thể trút bỏ được những ám ảnh bên trong mình. Chúng ta lưu luyến những con người, sự việc trong quá khứ, lo lắng cho hiện tại và tương lai, cảm thấy tiếc nuối đủ thứ mà quên mất việc tận hưởng những gì đang hiện hữu trong từng phút giây của hiện tại. Có câu nói rất hay rằng, hãy nhẹ nhàng với chính mình. Bạn chỉ là một đứa trẻ của vũ trụ, không khác gì cây cỏ và các vì sao. Nhân sinh tựa khách qua đường, đừng đắm chìm vào quá khứ. Vì quá khứ đã qua, đừng bám chấp luyến tiếc bởi những người đã rời xa. Bởi cuộc đời như dòng sông, điều gì nên đến rồi cũng sẽ đến, điều gì nên đi rồi cũng sẽ trôi đi. Được mất cứ để tùy duyên. Hãy sống hạnh phúc trọn từng thời khắc của hiện tại. Đó mới là cảnh giới cao nhất của đời người. Tôi đã từng nghe một câu chuyện để cảm hứng như thế này. Một người có thói quen đặc biệt là luôn đóng cửa sau lưng. Một ngày nọ, anh ta đi dạo trong sân với một người bạn. Và mỗi khi họ đi qua một cánh cửa, người đàn ông đó lại thực hiện hành động đóng cửa lại. Người bạn không khỏi lấy làm lạ bèn hỏi anh ta, anh có cần đóng những cánh cửa này không? Anh ta trả lời, ồ, tất nhiên là cần thiết. Anh cười và giải thích với người bạn của mình rằng, tôi đã đóng cánh cửa đằng sau mình suốt cuộc đời. Bạn biết đấy, điều đó phải được thực hiện. Khi bạn đóng lại một cánh cửa, tức là bạn đã bỏ lại mọi thứ sau lưng. Cho dù đó là một thành tích tốt hay một sai lầm đáng thất vọng, thì sau đó bạn mới có thể bắt đầu lại từ đầu. Đây cũng tựa như triết lý trở về không trong nhân sinh. Lão Tử giảng, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Lại có câu rằng, hữu vô tương sinh. Trong không có thể sinh ra có lại chẳng thể tránh được sẽ trở về không. Đạo sinh vạn vật cuối cùng lại quay trở về với đạo, cho nên đạo chính là không. Đời người nên kịp trở về với không. Bởi lẽ mọi thành bại trong đời cũng tương tự như quá khứ từ một phút trước. Quá khứ có thể dẫn tới hôm nay, nhưng không thể thay thế cho ngày mai. Kịp thời trở về không là ý thức luôn tích cực hướng về tương lai. Mỗi ngày thức giấc đều có thể coi như một cuộc đời mới. Điều ấy có thể khiến cho thứ xấu không ảnh hưởng đến tương lai, khiến những điều tốt đẹp không bị mê hoặc trong hiện tại. Do vậy, nếu bạn muốn trở thành một người hạnh phúc và thành công, điều rất quan trọng là phải nhớ đóng cánh cửa sau lưng bạn. Đừng chăm chăm nhìn vào quá khứ, mà hãy luôn hướng về phía trước. Bất kể chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ, thì nó đã thuộc về dĩ vãng, đã ở trong một thời không gian khác mà bạn không thể đưa tay ra lấy lại được. Bạn phải buông bỏ và bắt đầu lại. Học cách nhìn về phía trước sẽ dẫn đến một cuộc sống mới, những kỳ vọng mới và tình yêu mới. Điều gì nên qua để cho qua, không cần cưỡng cầu. Trang Tử từng nói, bậc trí nhân dụng tâm như chiếc gương soi, chẳng mong chờ cũng chẳng nghênh đón ai hay vật gì. Phản chiếu người hay vật trước nó, nhưng nó không lưu giữ các hình ảnh đó. Đối mặt với bất cứ việc gì, cũng nên coi tấm lòng của mình như tấm gương. Chuyện xảy đến thì nên coi trọng, ứng phó đối đãi. Khi rơi vào một tâm trạng tồi tệ, tôi luôn đọc lại một câu chuyện, và tôi cảm thấy nhẹ nhõm sau khi đọc nó. Câu chuyện có nội dung như sau. Có một người thợ rèn già. Ông kiếm sống bằng nghề bán chọc sắt, dao kéo và bếp. Mỗi khi đi ngang qua cửa hàng, người ta đều thấy ông nằm trên chõng tre với một cái đài bán dẫn trên tay cùng với chiếc bình sành màu tím bên cạnh. Một lần nọ, có một người buôn bán đồ cổ đi ngang qua tiệm rèn của ông. Người này nhìn thấy chiếc bình sành màu tím bên cạnh và nhận ra ngay đó là của một bậc thầy nổi tiếng chế tác. Sau đó, người buôn đồ cổ thương lượng với người thợ rèn và mua nó với giá trị là 100.000 đô la. Người thợ rèn thấy vậy rất ngạc nhiên, nhưng sau đó ông từ chối bán, vì chiếc bình sành màu tím này là của ông nội ông để lại. Sau khi người lái buôn đi khỏi, người thợ rèn già mất ăn mất ngủ. Ông nhìn chằm chằm vào chiếc bình sành màu tím không rời mắt, và nghĩ rằng ngay cả trong mơ ông cũng không thể tưởng tượng nó là một vật quý giá đến vậy. Chưa khỏi băn khoăn về việc lo sợ mất chiếc bình sành màu tím quý báu này, thì một tháng sau, người buôn đồ cổ lại tới. Lần này người lái buôn trả giá cho chiếc bình sành kia là 200.000 đô, và trực tiếp trả bằng tiền mặt. Người dân khi nghe tin thấy vậy, từ ngoài phố cho đến trong ngõ đều kéo đến nhà ông thợ rèn, muốn xem chiếc bình trị giá 200.000 đô la là như thế nào. Nhưng nào ngờ, vì đông người chen lấn xô đẩy mà một đứa trẻ sơ ý đã làm vỡ mất chiếc bình sành màu tím này. Cha mẹ của đứa trẻ đã bị sốc, chỉ biết vội vã van xin, khóc lóc và than thở rằng họ rất nghèo khó, có bán hết gia tài cũng không thể đền được chiếc bình sành quý giá cho ông được. Họ chỉ có thể chấp nhận làm thuê không công cho ông mà thôi. Tuy nhiên, một điều kỳ lạ là mặc dù bị đứa bé làm vỡ một thứ quý giá do ông nội của mình để lại, nhưng ông lão thợ rèn lại không hề tức giận và thở dài nói: "Hãy quên nó đi, tôi đã không cảm thấy thoải mái kể từ ngày tôi phát hiện ra rằng cái bình này có giá trị. Bây giờ thì tốt rồi, tôi cảm thấy tâm trạng nhẹ nhàng và phóng khoáng hơn." Người xưa nói: "Tâm vô vật dục tức thị thu không tế hải, họa hữu cầm thư tiện thành thạch thất đan khâu." Có nghĩa là tâm hồn không có tham vọng ham muốn danh lợi vật chất thì như bầu trời mùa thu quang đãng và mặt biển trong xanh mênh mông bạt ngát. Lúc nhàn rỗi có đàn và sách làm bầu bạn thì như được sống ung dung tự tại trong chốn thần tiên ở tận sâu trong hang núi. Hạnh phúc đích thực không nằm ở chỗ chúng ta có thêm bao nhiêu, mà phụ thuộc vào việc cảm nhận được mình đang đầy đủ như thế nào. Nếu một người quá chấp trước, dính mắc vào những thứ bên ngoài, người đó chắc chắn sẽ bị lệ thuộc và trong lòng như có những hòn đá tảng đè nặng. Hãy buông bỏ những ham muốn dục vọng và mất mát. Hãy để quá khứ như những đóa lục bình trôi đi trên dòng nước của những con sông dài. Chỉ như vậy, tâm hồn chúng ta lại mới trở nên tươi mới, tự tại, thản đãng và an nhiên hơn. Như lời đại thi hào William Shakespeare từng nói: "Mọi khó khăn trong quá khứ đều là phần mở đầu cho tương lai." Mọi thứ trong quá khứ, dù là vinh quang hay thất bại, đều đã là dĩ vãng tựa máy bay. Nhân sinh giống như con thuyền trên biển cả, trước những con sóng dồn dập, ta vẫn phải tiến về phía trước. Có câu chuyện kể thế này: có một anh chàng thanh niên cảm thấy cuộc sống của mình rất mệt mỏi, nặng nề. Anh ta thường xuyên cảm thấy lo lắng và buồn chán vì một số việc nhỏ nhặt. Một ngày nọ, người thanh niên quyết định tới gặp một thiền sư đắc đạo để tìm kiếm sự giải thoát. Sau khi lắng nghe những rắc rối của chàng thanh niên này, vị thiền sư đã đưa anh ta đến một sa mạc. Trong sa mạc này có rất nhiều viên đá đẹp. Thiền sư liền đưa cho người thanh niên một cái giỏ và yêu cầu nhặt những viên đá mà anh ấy thích cho vào đó, rồi quay trở về gặp thiền sư tại một ngôi làng cách đó không xa. Người thanh niên lúc này lóa mắt trước những viên đá rất đẹp, nên anh ta nhặt hết những viên mình thích cho vào giỏ. Nhưng điều này đã khiến cho chiếc giỏ ngày càng nặng hơn. Cuối cùng anh ta cũng kiệt sức, không thể bước nổi, để về ngôi làng như đã hẹn với thiền sư, mặc dù hình dáng ngôi làng đã hiện ra trước mắt anh ta. Kỳ thực, cuộc sống của mỗi người đều giống như cái giỏ này. Lúc đầu cái giỏ của ai cũng rỗng không. Càng về sau, mỗi lần bạn cất công nhặt một thứ gì đó bỏ vào, bạn sẽ càng thêm mệt mỏi. Những người khôn ngoan biết cách dọn dẹp cái giỏ trên vai của họ đúng lúc. Điều này cũng giống như bạn cần phải buông bỏ những ký ức chẳng có ý nghĩa gì, cùng với những mối quan hệ, kết giao, tương tác xã hội gây nên sự mệt mỏi, khó chịu cho mình. Chỉ có như vậy trong lòng mới cảm thấy thoải mái và thong dong hơn. Khi mọi việc đang diễn ra tốt đẹp, hãy sáng suốt đề phòng tính kiêu ngạo, tự phụ, bốc đồng nổi lên. Đừng để mình rơi vào tình trạng ngủ quên chiến thắng. Khi đối mặt với nghịch cảnh, chỉ bằng cách vượt qua chính mình, biến đau thương thất bại thành động lực và kinh nghiệm, con người ta mới có được dũng khí để bước tiếp và tiến về phía trước. Đối mặt với thế giới luôn thay đổi này, đừng có lúc nào cũng vướng mắc vào quá khứ. Hãy trút bỏ gánh nặng và nhẹ nhàng bước vào trận chiến. Hãy coi mọi thành công như một điểm khởi đầu mới, hy vọng mới và thử thách mới. Rồi những điều đó sẽ vẫy gọi bạn trong một ngày không xa. Đến một độ tuổi nào đó, tất cả chúng ta đều phải bắt đầu làm những phép trừ trong cuộc đời. Chỉ khi biết cách tái thiết lập lại bất cứ lúc nào, bạn mới có thể đến được sườn bên kia của chiến thắng. Tô Đông Pha từng viết: "Phong lai sơ trúc, phong khứ nhi trúc bất lưu thanh. Nhạn quá hàn đàm, nhạn khứ nhi đàm vô lưu ảnh. Thị cố quân tử, sự lai nhi tâm thị hiện, sự khứ nhi tâm tùy không." Có nghĩa là khi gió thổi vào bụi trúc gây ra tiếng xào xạc, nhưng khi gió đã đi rồi thì bụi trúc trở lại hoàn toàn im lặng. chẳng lưu giữ lại một tiếng động nào do gió đã gây ra trước đó. Khi nhạn bay qua hồ nước, bóng nhạn in hình lên mặt hồ. Nhưng khi nhạn đã bay đi rồi thì nước đâu còn lưu giữ hình ảnh nào của nhạn nữa. Người quân tử cũng vậy. Việc xảy ra thì tâm tiếp xúc, việc qua rồi tâm lại thảnh thơi. Thở dài và nuối tiếc vì những điều đã qua sẽ chỉ mang đến cho bạn bóng tối. Hãy tiến lên vì mục tiêu tương lai, cuộc sống sẽ cho bạn ánh sáng. Ai đó từng nói một câu rất hay rằng: hãy nhìn về phía trước, đừng nhìn lại. Chỉ cần dũng khí đối mặt, ngẩng đầu sẽ thấy mây mù lúc này chỉ là một cơn mưa ngắn ngủi. Nhân sinh ở đời, thay vì tiếc nuối những thứ đã mất, chi bằng trân quý hết thảy những gì mình đang nắm giữ. Bớt đi một chút phàn nàn và chấp nhất, sẽ có nhiều hơn một chút thoải mái và đảm bạc. Mỗi khi bạn ngoảnh đầu nhìn lại quá khứ, bạn sẽ dần kéo hiện tại đi xuống. Mỗi khi bạn tiến bước về phía trước, là mỗi lần bạn đến gần hơn với hạnh phúc và bình yên. Mong rằng trong mỗi chúng ta sẽ luôn biết cách đóng những cánh cửa sau lưng của mình mỗi lần bước qua, và mở ra một cánh cửa khác của một chương mới trong cuộc đời mình. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong bài chia sẻ "Hãy học cách đóng cánh cửa sau lưng của mình và mở ra một chương mới cho cuộc đời". Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ. Xin kính chúc quý vị và các bạn cùng gia đình luôn luôn được hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.